Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em đang đứng thuộc trung tâm của trung tâm hành chính của huyện Đất Đỏ. Đó. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Đó, cái đường em mới đi vô là đường đó là đường gọi là đường vừa bỏ thì 6 tỉnh lộ 4A nha. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm là sát cái trung tâm hành chính này luôn. Gần trường, chợ, trường học, bệnh viện các thứ. Trung tâm ở đây hết nha anh chị. Ở bên này là ngân hàng nè. Đó, ngân hàng. Rồi bên kia là kho bạc các thứ nha. Ở trung tâm huyện đó anh chị nha. Đó, còn bên kia là trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu nha anh chị. Đó, ở đây đó, đường này đi ra này, ra trường này. Đó là đây em có cái sản phẩm là đi vô đây nha anh chị nha. Thì cách khoảng độ tầm 500m là đến anh chị nha. Đó. Đó, đang xây dựng trung tâm viễn thông Long Đất Đỏ này. Đó, này là bưu điện Đất Đỏ vậy nha. Đó, đây mọi người vô đây. Viễn công hôn anh chị nha. Đó, đường này đi thẳng đi vô trung tâm thì trắng Đất Đỏ đi về quốc lộ 5 được nha anh chị. Đó, còn mình đi vô đây nha. Đó, bên này là trung tâm thị trấn trung tâm của thành chính anh chị nha. Đó, cái này là nằm ngay cái cánh đồng nên là rất chi là mát mẻ anh chị nha. Đó, toàn là nhà vườn các thứ nha không nha anh chị. Đó, nói chung là ai mà thích nghỉ dưỡng các thứ là cái này cũng rất là tuyệt vời anh chị nha. Đó, bên này đang làm cái nhà vườn này. Đó, rồi cà phê 5T. Đó, anh chị mà bấm chữ cà phê 5T là vào để uống cà phê cũng lớn lắm nha. Đó, đi sát vô trong này. Có quán đây cái nhà vườn lớn nha anh chị. Đó, có cái quán cà phê 5T nằm ngay đây anh chị nha. Đó, đi thẳng vô đó trước mặt mình này. Đó, trong này nó trông vắng còn thưa nhưng mà được cái là đi biển đi khoảng độ chưa đến 10 phút là đến rồi. Đến rồi anh chị nha. Tại vì cách biển khoảng độ tầm đi Phước Hải là 4 đến 5 km là đến anh chị nha. Đó, nhà vườn nhiều lắm đây nha anh chị. Đó, đây là có quán cà phê 5T đây này. Đó, bên tay trái của mình nha. Nhà gỗ lớn lắm. Đó, đây nè. Đó, 5T nè. Đó, không? Còn cái miếng đất của mình là ngay ngã ba này luôn, tới đó ngay ngã ba này luôn nè. À, bên đây đường nhựa này là thông thường hết anh chị nha, mình có thể làm tập hóa các thứ ra được nha anh chị. Đó, đây anh chị nha. Đó, là từ đây đó, qua này hai mặt tiền nha anh chị. Đó, mặt tiền đường nhựa này nè. Đó, còn mặt tiền bên này nha là 29m, mặt tiền bên này là 29m, mặt tiền bên này là 5m nha, có 60m thổ cư anh chị nha. Đó, khu dân cư đông đúc luôn nè, sát cái nhà vườn của 5T anh chị nha. Đó, nhà thờ 5T phía bên này nè. Đó, khu dân cư đông nghịch luôn rồi. Đó, thích hợp xây nhà nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời anh chị nha. Lúc trước là miếng này kêu 1 tỷ rưỡi tỷ 6 nha anh chị, nhưng mà hôm nay cần tiền bán chỉ có 1 tỷ 190 triệu thôi anh chị nha. 1 tỷ 190 thì anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Rồi, à đây anh chị nha. Đây, cái sổ đây nè. Đó, phía trước của mình đây anh chị nha. Đó, xong rồi một cạnh bên này là 25 nha anh chị. Đó, một cạnh 25, một cạnh 29 nè. Đó, là phía sau là 5m9 nè, phía sau là tính là 6m anh chị nha, nửa hậu nha. Đó, còn phía trước là 5m nha anh chị. Thấy không? Hai mặt tiền đường nè. Đó, thích hợp kinh doanh buôn bán các thứ được thoải mái anh chị nha. Từ 1 tỷ 6 mà nay còn chỉ còn là 1 tỷ 190 thôi anh chị nha. Quá rẻ nha anh chị. Kinh doanh buôn bán thoải mái anh chị nha. Mặt tiền đường nhựa thông nha. Cái sổ nè. Đó. Thửa đất số là 1533 tại quận đồ số 2 thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 159,3 m², sử dụng riêng có 60m đất ở anh chị nha. Còn lại cây hàng năm khác nha anh chị. Đó, đây miếng đất của mình nè. Vị trí kinh doanh buôn bán thoải mái anh chị nha. Hai mặt tiền đường. Vị trí của mình đây chấm đỏ anh chị nha. Đó, bên này là trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ nè. Huyện Đất Đỏ nè, trung tâm hành chính nè, trung học phổ thông 76 nè ha. Dung tỉnh nên là anh chị đây đi ra biển là đi tầm 4 km là tới biển Phước Hải anh chị nha. Đó, đi khoảng độ chưa đến 10 phút là tới biển Phước Hải rồi. Đó, mình ngay đây nè, gần chợ Phước Hội rồi trung tâm y tế rồi bệnh viện rồi các thứ anh chị nha. Đó. À, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Khu dân cư đông đúc luôn. À.